Chào các bác nhé. Bây giờ là gần 5 giờ chiều. Nhưng mà ngày hôm nay thì thời tiết thực sự là rất là khó chịu. Tuy rằng nhiệt độ nó không được cao nhưng mà nó không có nắng, nhưng mà trời rất là oi. Cũng có khả năng là sẽ chuyển trời sang đổ mưa tại khu vực Hà Nội anh em. Thì nắng nóng thì bác nào có nhu cầu về điều hòa thì liên hệ với em nhé. Tiếp tục buổi chiều hôm nay em lại đăng lên một con Panasonic hàng full tính năng. Con này thì đầy đủ công nghệ các bác nhé. Đây là những trong những cái dòng máy VIP của dòng Pana, đó là VIP nhất. Những cái dòng này em chạy theo kinh nghiệm em làm nghề 10 năm qua thì em thấy là những cái dòng này chạy cực kỳ hay, đó là ổn định và độ lạnh của nó rất là đạt. Rất nhiều bác khách hàng, những bác khách hàng nào đã mua từng mua con máy này của em hoặc là mua ở nơi khác thì các bác có thể đánh giá nó chạy độ lạnh rất là ok và rất là đẹp. Đấy, con này là con 16.000 BTU. Đấy, con này đầy đủ có Eco Navi, có màn hình báo nhìn thị nhiệt độ phòng này, cảm biến thân nhiệt, alo khử khuẩn và có mắt camera. Đấy, bên dưới có mắt camera các bác nhé. Đấy, con này lạnh sờ cửa gió rất là lạnh. Con này nước đã chảy rất là nhiều. Tuy rằng độ ẩm này không được cao nhưng mà con 16.000 mà nó chạy rất khỏe các bác nhé. Những hàng full tính năng này thì nó chạy khác so với cái dòng bình thường. Đấy, con này có vệ sinh dàn lưới này. Con này các bác lắp lên những cái phòng khách hoặc là những cái phòng gian các bác mới làm trong nhà lắp lên. Điều hòa rất là đẹp. Nếu mà những bác nào chưa biết về điều hòa nhiệt độ địa thì những con này lắp lên các bác không nghĩ đây là điều hòa, nhìn nó trông rất là hầm hố và trông rất bắt mắt. Khi căn phòng của chúng ta buổi tối chúng ta bật lên, đấy, chúng ta sẽ nhìn được tất cả những cái đèn, ngoài cái việc điều hòa làm cho mát, nhưng đó cũng chính là một cái để làm cho chúng ta trang trí phòng sự nổi bật. Những bác tín đồ yêu đồ Nhật các bác sẽ biết cảm nhận được. Rồi, đây, con này là cục nóng này, cục nóng của em đây. Đấy. Thì các bác em cùng em kiểm tra xem con này nó chạy dòng và áp ga như nào nhé. Con này bây giờ lên được 7,2 ampere, tức là bây giờ đang là chạy hết tua nhé. Nước chảy nhẹ, linh láng để em cho nốt cái chậu này. Đấy. 7,2 ampere này. 7,2 nhân vi điện là 220. Con này đi chạy điện 200V nhưng mà nhân vi điện 220 thì em cứ thấy 7,2, 14 là đại rất đạt công suất rồi. Con này chạy 1.500, 1.500, 1.600 là ok rồi. Đấy, còn áp ga các bác nhìn này, 160 psi, 155, tôi cho là 160 psi các bác nhé. Con này cổ nóng chạy rất là êm, độ lạnh rất ok, đường hồi đường đẩy ướt hết, ướt sũng. Các bác nhìn này. Đấy. Rồi. Đấy, con này thì đã vào chạy rất lạnh. Các bác nhìn đấy, thấy chảy nước như cống à. Con này thì các bác lắp vào phòng 27m² luôn. 25-27m² rồi về các bác nhé. Với con 16.000 BTU hàng mất liếc này. Đấy, vậy nắng nóng rồi, bác nào quan tâm về điều hòa thì các bác có thể đặt hàng theo cái nhu cầu của nhà mình. 9.000 công suất nào. Thì tiện đây thì em cũng cập nhật luôn một số sản phẩm trong bên trong này em có nhé. Về điều hòa em còn khá là nhiều. Đây thì một con điều hòa kia em đã vệ sinh rồi. Đấy, đầy đủ công suất cho các bác lựa chọn. Đấy, 12.000 này. 10.000 Daikin này, 9.000 này. 16.000 mất liếc này. Đấy, 9.000 này. Viền đen 24.000 này. Đấy, máy giặt này. Pana. Tô này. Pana này. Đấy, quanh trong cái nào vệ sinh dở. Và Natina nhé.
Hiện tại để ở đây em có 4 con máy giặt. Một là con Na 1200 này. Con Na 1200 và con Panasonic VX 5100. Toshiba Z8200 và Panasonic 3500 nhé. Đấy, thì ở đây thì đó sẽ có phân khúc em nói luôn về những cái dòng máy giặt luôn. Phân khúc ở đây thì có phân khúc con Na Tiona này, phân khúc giá bình dân này. Đấy. Và con Panasonic 3500, còn hai con này phân khúc tầm trung thôi nhé. Đấy, VX 5100 và Toshiba Z8200. Đấy. Thì những cái sản phẩm em đang có ở đây. Thì còn bên kia nữa, gian bên kia thì em cũng có trưng bày một số thứ thì em sẽ lên video cho các bác được. Đây bên này vẫn còn rất là nhiều đồ họa. Con này là con 14.000 này, 12.000 này. Đấy. Đấy, con này con Daikin thì có bác khách đặt rồi nhé, em chưa đóng hàng thì chuyển cho các bác. Rồi. Rồi trở lại với chiếc điều hòa này, em đang test ở kia bên ngoài thì đã chạy rất là ok rồi. Con này là con Pala 16.000 nhé. Rồi bác nào có nhu cầu quan tâm về điều hòa thì liên hệ ủng hộ cho hàng cho em nhé. Rồi vâng, xin chào các bác.